Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của Hoàng Hải, chủ nhân kênh Sapa TV nhé. Hoàng Hải Sapa TV là một YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Anh được cộng đồng mạng gọi với danh hiệu là Thánh Ăn. Hoàng Hải Sapa TV là một trong những YouTuber sinh sống và làm việc tại Lào Cai. Ngoài những việc làm thường ngày, Hoàng Hải chủ kênh YouTuber Sapa TV chia sẻ những hình ảnh, ẩm thực con người của núi rừng Tây Bắc đến với khách du lịch. Tiểu sử chi tiết YouTuber Hải Sapa TV. Tên thật: Hoàng Hải Sapa TV. Nơi sống làm việc: Lào Cai. Ngày tháng năm sinh: ngày 14 tháng 11 năm 1986, 37 tuổi. Con giáp: Bính Dần. Cung Hoàng đạo: Thần Nông. Hoàng Hải Sapa TV và hành trình trở thành YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Hải học lái xe và bắt đầu công việc. Công việc hàng ngày của anh là lái xe đưa đón khách tới Lào Cai và vào những tỉnh vùng núi. Dù đi khá nhiều nơi nhưng anh vẫn thấy mảnh đất và con người Lào Cai nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung và có nét cổ truyền độc đáo mà không vùng nào có thể có được. Trong quá trình dẫn khách đi thăm, anh thường xuyên quay những đoạn video nhỏ đăng Facebook nhằm mục đích giới thiệu những địa điểm đẹp, món ăn ngon, phong cách, nét văn hóa của người miền núi đến bạn bè. Từ đó anh bắt đầu lập kênh YouTube Sapa TV để giới thiệu cho du khách những nét truyền thống đặc sắc với những con người chân chất dễ mến, cảnh đẹp bạc ngàn và những món ăn ở Tây Bắc. Ban đầu anh bỏ ra cả trăm triệu để đầu tư máy quay, flycam để cho ra đời những video chất lượng. Phải nói rằng kênh của anh có khá nhiều nội dung thu hút người xem chỉ với những giây đầu tiên. Đến năm 2011, anh bắt đầu mở riêng kênh YouTube có tên Sapa TV. Ngày càng nhiều video nhận được hàng triệu lượt xem. Những video ẩm thực chợ phiên, món cầy tơ đốn cả hàng triệu dân nhậu, đám cưới của người Giấy, người Mông, thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước ủng hộ. YouTuber Hoàng Hải nổi tiếng với kênh Sapa TV. Anh chia sẻ trên báo chí rằng, mục đích chính của tôi khi lập ra kênh này là để giới thiệu cho du khách hiểu nhiều hơn về Tây Bắc nói chung, Lào Cai nói riêng, nơi đây có những văn hóa nét truyền thống đặc sắc và những con người chân chất, dễ mến, có cảnh đẹp bạt ngàn và những món ăn ngon. Ví dụ như món mèn mén, canh óc đậu thôi, bạn có thể nhìn vào và nghĩ sao nhìn đơn giản vậy mà tôi khen ngon, nhưng thực tế là món ăn của ký ức. Ăn để nhớ những năm tháng còn khó khăn với cơm độn ngô khoai, mèn mén thay cơm, nên với nhiều người, đó luôn là những món ăn ngon nhất. Kênh Sapa TV của ai? Sapa TV là một kênh YouTube được chủ sở hữu là Hoàng Hải. Kênh chủ yếu về chủ đề bản sắc của núi rừng Tây Bắc. Anh bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đầu tư máy quay, flycam và cho ra đời những con người chân chất dễ mến, cảnh đẹp bạt ngàn ở núi rừng Tây Bắc cho khách trong nước và quốc tế. Hiện tại kênh YouTube của anh sở hữu hàng triệu người đăng ký và đặt nút vàng. Không chỉ là YouTuber nổi tiếng mà anh Hải Sapa còn mở thêm nhà hàng và khách sạn tại Sapa do bà xã anh quản lý. Vợ chồng Hải Sapa TV. Hoàng Hải Sapa TV và vợ gia đình Hoàng Hải Sapa TV. Gia đình nhỏ của anh Hải Sapa TV. Anh có hai bé trai và một bé gái. Hoàng Hải Sapa TV xếp hạng trong danh sách YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Hải Sapa TV là một trong những YouTuber sinh sống và làm việc tại Lào Cai. Ngoài những việc làm thường ngày, Hoàng Hải chủ kênh YouTuber Sapa TV chia sẻ những hình ảnh, ẩm thực con người của núi rừng Tây Bắc đến với khách du lịch. Vợ chồng anh Hải thường xuyên giúp đỡ, tặng quà đồng viên bà con ở các vùng khó khăn tại các tỉnh Tây Bắc. Không chỉ là YouTuber nổi tiếng quảng bá, giới thiệu văn hóa, tiêu thụ nông sản đặc sản cho người dân vùng cao Tây Bắc, Hoàng Hải, chủ kênh Sapa TV còn được biết đến là người có tấm lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Không chỉ giúp người nghèo khó, YouTube Hoàng Hải còn thường xuyên cứu hộ nhiều động vật hoang dã ở vùng Tây Bắc. Do công việc, anh Hải hay đi tới các vùng biên giới, thấy người dân tộc vùng cao bán động vật hoang dã ở chợ phiên như mèo rừng, khỉ, anh đã bỏ tiền túi mua lại rồi liên hệ với lực lượng kiểm lâm, cùng mang chúng vào rừng để thả. Với những thông tin trên giúp bạn hiểu rõ hơn Hoàng Hải Sapa TV mới nhất, Sapa TV tập mới nhất và những trải nghiệm của vùng núi Tây Bắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tiểu sử người nổi tiếng để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.